Rồi, chào mừng các bạn đến với bài số 20. Đây là bài định sẽ nói về hợp âm màu nha, nhưng mà vòng quanh những cái hợp âm của tông mi thứ thôi. Tại vì mấy cái bài trước thì cũng đang nói về tông mi thứ. Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu về định nghĩa hợp âm màu. Theo cách gọi của các bạn hay dùng là hợp âm màu, thì chúng ta phải hiểu như vậy nè. Hợp âm thông thường, hợp âm thứ và hợp âm trưởng là những hợp âm có 3 nốt. Ví dụ chúng ta có thể thấy, chúng ta đánh la thứ đi nha. Chúng ta đánh la thứ, từ trên xuống dưới, chúng ta đánh la thứ. La mi, la mi, la đô mi. Tức là nó chỉ bao gồm 3 nốt la đô mi thôi. Chúng ta đánh ở thế này là cũng vậy. La mi, la đô mi, la. Thì nó cũng bao gồm la đô mi thôi. Chúng ta đánh đây cũng vậy nè. Đô mi, la đô. Hay thậm chí chúng ta đánh ở đây. Đánh ở đây thì nó lại trở về qua ngang 12 thì lại trở về y chang như là ngang 1 vậy. Thì cứ bất cứ cái chỗ nào mà nó tạo thành 3 nốt là đô mi thì đó là hợp âm la thứ. Tương tự với hợp âm trưởng thì nó cũng 3 nốt, ví dụ đô là đô mi son đô mi đô mi son đô mi, thì nó bao gồm đô mi son. Thì chúng ta bấm vậy nó cũng là đô mi son nè. Son đô mi son đô mi. Chúng ta bấm thế này. Son đô son đô mi son. Đó là các bạn thấy như 3 nốt đô mi son, bấm vậy nó cũng ra đô trưởng nè. Đô trưởng bát son chẳng hạn vậy. Hoặc là bấm vậy. Đô mi. Đô son mi đô son đô. Đó thì như vậy có phải chúng ta là cái hợp âm thì nó chỉ có 3 nốt, gọi là hợp âm thứ, hợp âm trưởng. Thì hợp âm 7 thì thay vì hợp âm thứ, hợp âm trưởng nó có thêm một cái nốt bậc 7 nữa. Thì ở đây các hợp âm màu mà các bạn hay nói á, là những hợp âm mà nó sẽ mang tính chất là hợp âm S9. Thường thường á, chúng ta sẽ để những hợp âm S9 vào để tạo cho cái màu sắc của là cái bài nhạc á, nó hay hơn. Tại sao định dùng chữ S9 mà không phải là 9? Bởi vì nếu như các bạn mà dùng 9 á, chẳng hạn như là đô, nếu các bạn thêm nốt re đây, đô trưởng nha, các bạn bỏ thêm nốt re đây, thì chúng ta gọi nó là đô S9. Tại vì nếu mà đô 9 thì nó buộc phải có thêm bậc 7, tức là thành như vậy này mới là đô 9 nè. Đó, như vậy mới đô 9 nè. Thì mấy cái lý thuyết này á, đối với các bạn học căn bản thì nó hơi rườm rà, nên là thành ra định sẽ nói sơ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách để bỏ những cái hợp âm màu sao khiến cho cái tông mi thứ nó hay hơn. Cụ thể là ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Mới đầu vô chúng ta sẽ chẳng hạn như mới Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoa lan, ta còn em mùi hoa xưa. Khi để một hợp bình thường như vậy á, thì cái màu á, nó cái màu sắc á, nó sẽ không có lãng đãng, nó không có lạ lướt được. Thì thay vì để như vậy á, thì người ta lại để là Mi S9, thêm nút pha thăng vô nè, các bạn có thể bấm thế như vậy nè. Mi, Si, rồi các bạn dùng ngón 3 hoặc ngón 4 tùy nha. Định thì định quen dùng ngón 4 tại vì thuận thế thôi. Đây, Mi, Si. Một hợp âm nha. Chúng ta có thể là Em ơi. Rồi chúng ta bỏ thêm Mi S9 nhưng Mi thứ 7. Chúng ta bỏ thêm nút re nữa nè. Em ơi Hà Nội, em ơi Hà Nội. Đó, bỏ mi thứ 7 S9 vô. Để lấy nốt re này chúng ta qua hợp âm là Hà Nội phố. Cái này các bạn hơi khó bấm nha. La nè, la mi chúng ta thêm nốt si vô. La thứ S9. Đây chúng ta có thể thấy đơn giản như vậy, chúng ta thêm nốt si vô. La thứ này, la thứ đây, chúng ta gắn bấm nốt này. Cái này thì các bạn mới tập nó hơi khó, thì định sẽ chỉ cho các bạn một cái thế khác này. Đây, định đầu tiên là mẫu trước nha. La mi si do mi. Đó, nó như vậy nha. La mi si do mi. Thì bây giờ nếu các bạn nào bấm cái thế này nó khó quá, thì chúng ta có thể là từ mi S9 đây nè. Đây, cũng đã như vậy. Bỏ thêm cái ngon nốt re đây. Chúng ta sẽ chuyển sang la đây nè. La nè. Cái này bấm hai ngón thôi vậy. Các bạn qua đánh nốt là này ngang 7 nè, dây 4 nè. Nốt đô này ngang 5, dây 3. Chúng ta tải từ trên xuống dưới nè. Đó,
bạn có thể nhìn thấy nó đơn giản không? Hai nốt này. Và chúng ta mi nè. La nè. Rồi mình sẽ đi một vòng các hợp âm nha. Mi, la rồi tới re. Re thì nó có hai cách. Thay vì chúng ta đánh re trong bộ mi thứ thì có re trưởng ở đây đúng không? Thì chúng ta đánh như vậy thì nó cái màu sắc nó không có lãng đãng lắm. Thì chúng ta sẽ đánh bây giờ các bạn thấy đô đây nè. Các bạn đô này các bạn bấm dễ dàng đúng không? Mình nhích nó lên đây. Nhích lên một ngăn. Đây. Cái nốt thành nốt re. Re, fa, son, re, mi. Chúng ta sẽ sử dụng cái hợp hợp âm re này. Và chúng ta có thể gọi là nó là tên của nó là re sus 4. Có phải về nè. Re là re son, re sus 4. Re sus 4 rồi có thêm nốt fa thăng nữa. Re là re son. Vậy có thể gọi là re 9 sus 4. Mà nói chung là mình cứ nhớ nó là một cái re đánh cho nó lãng đãng một tí là được rồi, khỏi nhớ tên phức tạp. Đây là một cách nha. Vậy chúng ta ôn lại là mi. La thứ. À, bạn nào bấm được con cái này nó nghe cũng dễ thương. La thứ. Re. Cái re này chúng ta có thể chuyển sang bấm son major nha. Nhìn nè các bạn nhìn nè. Mình thả con này lên con 1 bỏ ra. Đang cái thế vậy nè. Đang thế đô nha. Mình nhích lên một ngăn là re nè. Chúng ta sẽ bỏ cái nốt này vô nốt son thì nó thành nốt son major nè. Nếu đánh như là đánh tới đây thôi là thành son major. Còn nếu chúng ta đánh thêm đây thì thành son 6 major. Có thể rất mí mà thường thường ít xài. Chúng ta xài tới 5 giây thôi. Rồi, đô trưởng. Thì đô trưởng chúng ta sẽ xài như thế nào? Đô trưởng thì chúng ta sẽ xài đô major này các bạn. Đô trưởng chúng ta sẽ xài đô major này. Bỏ cái này ra, bỏ ngón này ra nè. Đó, bỏ ngón 1 ra, đô major. Định vẫn đang đếm theo cái vòng mà mì nè, mì fa son mì nha. Mì rồi tới mì fa son la. Rồi là đếm lên là si do re là mi thứ nè, la thứ nè, re trưởng nè. Re mi fa son là son trưởng nè, son la si do là do major nè. Đô re mi fa trong cái hợp âm mi thứ á, thì nó có một cái fa gọi là các bạn có thể sử dụng là đây. Fa cái tên này bấm re 7 nè. Re là re fa nè, thấy không? À, là đô fa. Chúng ta bỏ bass fa thăng vô. Đây cái hợp âm này mấy bạn mới tập nó hơi khó một tí. Và cuối cùng là cái C7 chúng ta có thể dùng ở bậc 2 như vậy nè. Chặn hết ngăn 2 thì bấm này. Cái này thì Định có giới thiệu về hợp âm mi thứ rồi. Các bạn nào chưa coi thì mình có thể coi lại bài cũ nha. Rồi mình sẽ ứng dụng vô cái bài Em ơi Hà Nội Phố. Em ơi Hà Nội Phố thì nó rất đơn giản là nó chỉ là có vài hợp âm thôi. Mình sẽ không xài hết chừng đó đâu. Em ơi Hà Nội Phố qua là ta còn em qua đây mùi hoàn lan để nguyên vẹn cũng được, hoặc là ta còn em mùi hoàn lan qua C7 ta còn em mùi hoàn lan C7 đây cũng được, ta còn em đô major, ta còn em mùi hoa xưa con đường vắng đó. Bỏ qua mi mèo lấy cái nốt trên như hợp âm đầu tiên chị nè. Rì rào cơn mưa nhỏ. La này cũng được, không la này. Ai đó chờ ai đô major này. Tóc xòa vai mềm. Đó, chúng ta thấy rất là dễ đúng không các bạn? Mềm. Rồi vô bài. Vô bài là tới khúc này mình sẽ vô điệu nè. Bạch tịch tách tịch tịch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tóc ai đó chờ ai, tóc xoa vai mềm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ giải, nếu mà sử dụng những hợp âm màu này chúng ta có một cách trả như vậy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bát, bát, bát. 1, 2, 3, 3 cái bát.
ba tăng tăng chúng ta lại trên dưới này. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 này, 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Qua la tương tự qua la. 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1. Cái la thì có 5 sợi thôi, khi các bạn đại nè, 1 2 3 4 4 là tới cộng 2 nha. 5 6 là cộng 1 trở lại cộng 2. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Ta còn em cây bàn mồ côi mùa đông. Ta còn em đông phố. Còn không có bạn mắc bình thường đấy. Bùm tăng 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 bùm cũng được nha. Mồ côi mùa đông màn trăng đô mấy giờ. Mồ côi mùa đông, mùa đông. Lúc này chúng ta có thể sử dụng là những cái khúc mà cái đuôi về C7 á các bạn nha. Khi mà dùng cái hợp âm về C7 á thì những cái khúc mà nó mà C về C7 mà về trước khi về C7 là nó sẽ dùng một cái sút 4 này, các bạn nhìn để ý nha. Cái âm C7 đây các bạn sẽ vươn ra để mình đánh nốt mi. Tưng 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 tưng. Rồi kéo nó về. Tưng mi re. Đó. Mấy bạn cũng thông cảm, đang quay bị nóng. Rồi những cái từ định hồi nãy đã chỉ các bạn một vòng hoặc màu, giờ định sẽ ôn lại nha. Đây giờ mi nè. La nè. Rê nè, bấm như đô nhích lên. Bấm ngón 3 vào ngang 5. Son nè. Son là cái rê này mình nhích một ngón ra mình đánh vô. Nhích một ngón ra mình đánh vô nó son nè. Ok nha các bạn. Rồi đô nè, đô major nè. Fa thăng nè đó. Là rê 7 phía trên là mình bấm rê 7 bằng 3 câu này, trường có 2 lại mình bỏ bát pha thăng thôi. Pha thăng đêm. Rồi C7. Đó là chúng ta có thể làm được một cái. Đây là một vài cái hợp âm màu của mi thứ thôi nha. Ngoài ra thì nó có một số cái cách bấm như vậy nè. Ví dụ các bạn bấm mi thứ bằng 7, nhưng thay vì vậy chúng ta bấm 3 ngón thôi, bấm vào dây số 5 nè, ngang 7 nè. Ngang 7 dây số 5 nè, chúng ta bấm dây ngang 9 nốt C, dây số 4 chúng ta bấm nốt son, ngang 8 dây số 2 thì thành âm này. Đó nó cũng dễ thương. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em. Này là chúng ta có thể la, chúng ta sẽ dùng la thứ 6 này. Hoặc là thả ra là thì thành la S9, còn này là thứ 6. Đó, ví dụ như vậy thì đây cũng một cách bấm mi nha. Ngoài ra nó cũng còn một cái vài thế nữa. Nhưng mà trong cái phần căn bản thì định chỉ giới thiệu vậy thôi cho các bạn biết về cơ bản về những hợp âm màu. Những hợp âm này thì chúng ta có thể là sử dụng tùy ý. Ví dụ như là chúng ta sử dụng trong lúc hát tự do. Mưa vẫn mưa bay trên tân tháp cổ. Dài tay em ấy thu mắt thêm xanh. Nghe lá thu mưa trên hàng lá cổ. Ví dụ vậy. Đó, thì nó những cái này á, thì các bạn định nghĩ là các bạn cũng thể làm rất dễ dàng và dễ dàng cảm nhận với nó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Chúc các bạn thành công với đam mê của mình.